for the victory lap, though. Whoa, whoa. They ain't never seen nothing like this before. Lit the room when I came through the front door. Ask me if I stress overcome, what for? Train in the trees, please park my sycamore. Touch burning sands, cross lands and stormy shore, shore seasons in the year, yeah. Ain't no channel for champions and chain no fear. Yup, the champ is here, switch gears. We're keeping hitters in the rear. At the blood, sweat and tears and my goal so near. I see my victory so clear. I see my victory so clear. And today, we break through. 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 I know it's lonely at the tower. But that's not by speculation. But the position that I got, too hard to drop. Stop clocks on the speed bag. Every yell under pressure, no jet lag. This is greater than trophies and saluted flags. Titles are paying, the cross is paid. Yay, I carry the cross I made. Deal with the dealer. Vâng, xin chào các bạn. Vậy là video clip mình đã kết thúc. Nếu các bạn muốn xem thêm những cái video clip khác về siêu xe Việt Nam, những cái siêu xe phía đằng sau mình nè, thì hãy subscribe kênh YouTube cũng như là lên Facebook tìm kiếm fanpage của kênh với từ khóa XSX Automotive Photography để cập nhật những thông tin mới nhất về siêu xe Việt Nam nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp các bạn trong clip tới. Đơn giản chỉ là tám máy, đứng gần coi chừng mất váy, ngồi chung là phải thắt dây, không ambulance lại phải nhấp nháy, nhạc to cửa suicide. All black và logo Gia Lai. Players, OG, monitor like Kobe. Jeff Lau là của Gucci, gói nằm là Versace. Bên ngoài